triệu thì nó là cái sự đảo khách mà... và cái mấy khi biết là tư em rất trên mặt nhà và mà chị em là dạ. 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 Giữ được cái mặt là không thành phố như là điểm lên á bà ngồi á à bà ngồi cái rồi em thì cái sự mềm mại đó cái rồi phối hợp tính tiền bắt đầu từ bản thân nữa ừ à từ mặt cho tới bị thương đó tôi